Cái chuyên đề số 02, chuyên đề carbohydrate. Chuyên đề số 02. Chuyên đề 02. Carbohydrate. Nào, giờ mình nhắc đến những cái chung. Thứ nhất, carbohydrate là tập hợp của tất cả các chất có dạng là gì? CN, H2O, tất cả màu lần. Đúng không? Định nghĩa thì nó là hợp chất hữu cơ tạp chức. Thứ hai, phân loại thì nó được chia thành 3 loại chính: monosaccharide bao gồm glucose và fructose, chung công thức là C6H12O6, phân tử khối bằng 180. Được chưa? Thứ hai là disaccharide thì là xác, đúng chưa? Và man, man không thi đại học nên nhớ cũng xác thôi. C12 H22 O11, phân tử khối bằng 342. Cuối cùng là polysaccharide bao gồm tinh bột và cellulose. Công thức tổng quát C6H10O5, phân tử khối tất cả n lần, phân tử khối bằng 162. Nào, trong này thì glu và fruc là đồng phân của nhau, đồng phân của nhau, còn tinh bột và sen thì không phải là đồng phân. Nhớ chưa các em? Đấy, thì đấy là cái mở đầu nhá, cái carbohydrate. Thế bây giờ chúng ta đi xét về cái tính chất hóa học của bọn carbohydrate. Được chưa? Bây giờ mình xét về thứ nhất, A lớn là mình xét về anh glucose. Anh này quan trọng nhất. Được chưa? Thứ nhất là mình xét về cấu trúc. Cấu trúc của glucose thì nó chia thành hai loại. Một loại là mạch vòng. Thấy chưa? Mạch vòng này là mạch mà tồn tại chủ yếu trong tinh thể và trong dung dịch. Thì mạch vòng này tồn tại chủ yếu nhá, trong tinh thể và trong dung dịch. Thế còn mạch hở thì ít tồn tại hơn nhưng nó đơn giản hơn nên mình hay nghiên cứu. Thì của mạch hở của glucose thì nó gồm 6 nguyên tử carbon này, có 5 nhóm OH này và một nhóm CHO này. Được chưa? Thế thì chứng minh cái việc mà tồn tại nhiều nhóm OH này đó là phản ứng với tác dụng với lại CO2 lần. Còn chứng minh đủ 5 nhóm OH thì đó là phản ứng tạo este hóa. Nhá. Hai La Mã. À vậy mình sẽ có cấu trúc của nó đấy. Mạch hở đây. Thầy không điền hydro nữa nhé. Thầy chỉ điền chức thôi. Được chưa? Thế về cấu trúc. Hai La Mã. Về tính chất vật lý. Hai La Mã. Về tính chất vật lý ạ. Về tính chất vật lý thì mình sẽ có những cái vấn đề như sau để chúng ta có thể ngâm cứu, để chúng ta có thể làm chính xác tính chất vật lý này. Thì glucose tồn tại ở điều kiện thường dưới dạng tinh thể không màu, đúng không? Tồn tại điều kiện thường dưới dạng tinh thể không màu.
dễ tan trong nước này, vị ngọt nhẹ này, hay gọi là ngọt thanh này. Mình chỉ cần nhớ từ chốt thôi. Còn được gọi là gì? Đường nho này. Chiếm 30% trong mật ong này. Chiếm 0,1% trong máu người này. Hay còn được gọi là huyết thanh ngọt này. Hay còn gọi là huyết thanh ngọt này. Được không? Đấy, thì đây là sơ sơ những cái xương xương, những cái mình cần nhớ quan trọng nhất về glucose. Ok chưa? Ba là mã tính chất hóa học. Thì đầu tiên chúng ta cần nhớ là nó tác dụng với hydro để tạo thành C6H14O6, còn được biết đến là sorbitol. Được chưa? Thì ở phản ứng này thì H2 từ H0 đến H dương 1, H2 là chất khử. Hai bên đến là bị oxy hóa. Còn glucose là chất oxy hóa. Hay còn biết đến là bị khử. Đấy, mấy cái chỗ này chúng ta hay bị nhầm lắm đúng không? Em rất hay bị nhầm những chỗ này. Phải nhớ nha. Thứ hai là mất màu dịch brom điều kiện thường. Dung dịch brom và KMnO4 ở điều kiện thường. Thứ ba là tác dụng với AgNO3. NO3 trong NH3 sinh ra hai bạc và muối amoni gluconat nhá. Sinh ra hai bạc và muối amoni gluconat. Tác dụng với dung dịch CO2 lần ở điều kiện thường để tạo thành dung dịch phức màu xanh. Được chưa? Cuối cùng. Cuối cùng là tác dụng với CO2 lần mà đun nóng nhẹ. Đun nóng nhẹ để tạo thành kết tủa CO2O màu đỏ gạch. Đấy, các bạn cần nắm những chỗ này nhá, là về tính chất hóa học của glucose. Ngoài ra nó còn một cái phản ứng gọi là phản ứng lên men. Đấy chưa? Thì glucose 12O6 nó lên men thì nó sẽ tạo thành hai lần thằng CO2 cộng hai lần thằng CH2OH. Hay sử dụng vào việc tính toán các bài tập. Đây là xong về tính chất hóa học. Sang phần 4 là mã ứng dụng điều chế. Thì ứng dụng thì thầy nói bên trên luôn rồi, đúng không? Thì điều chế anh này thôi. Điều chế thì từ thủy phân tinh bột, cũng không cần viết chương trình đâu. Ok chưa? Mình sang phần B. Fructose. Một la mã là về cấu trúc. Cũng chia thành hai loại. Một loại mạch vòng, một loại mạch hở. Vòng thì tồn tại nhiều hơn, còn hở thì tồn tại ít hơn. Trong mạch hở thì cũng có 5 nhóm OH. Nhưng mà không có nhóm chó mà là nhóm anhít. Nhóm này là nhóm ceton. Cấu trúc 1 2 3 4 5 6 này.
5 nhóm OH này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, 5 nhóm OH. Đấy chưa? Một nhóm ceton. Đây là cấu trúc của fructose. Ok chưa? Và từ cái cấu trúc này mình vẫn có tính chất vật lý tồn tại điều kiện thường là chất rắn dưới dạng tinh thể không màu, vị ngọt đậm, ngọt đậm, ngọt hơn cả glucose, chiếm 40% trong mật ong, nên còn gọi là đường mật ong. Đấy chưa? Đấy là về fructose. Fructose thì ít hơn glu. Ba la mã tính chất hóa học. Mình chỉ nắm một vài điểm sau. Thứ nhất, nó tác dụng với hydro cũng tạo thành sorbitol C6H14O6 sorbitol. Được chưa? Thứ hai là anh này thì không làm mất màu dung dịch brom hay là dung dịch KMnO4. Ok chưa? Thứ ba là trong môi trường kiềm thì fructose nó chuyển thành glu, nên nó dẫn đến một điều hệ quả là fructose khi mà tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thì anh NH3 chính là môi trường kiềm này thì tráng được hai bạc và vẫn cộng với muối là amoni gluconat, amoni gluconat. Đấy là về tính chất hóa học của fructose. Các em chỉ cần nắm được một vài cái cơ bản như vậy thôi. Còn cái cuối cùng là do nó có OH đa kề nên nó tác dụng với COOH 2 lần. Nhá, tác dụng với COOH 2 lần ở điều kiện thường để tạo thành dung dịch màu xanh. Thực ra đây là tính chất đặc trưng của tất cả những anh có OH đa kề. Đúng không? Tất cả mà anh có OH đa kề như là glu, fructose, sắt thì đều có phản ứng tác dụng với COOH 2 lần ở điều kiện thường. Nhá. Các bạn cố gắng nắm lấy nhá. Ứng dụng không quan tâm nữa. Mình sang C. Saccharose. Công thức phân tử C12H22O11. Phân tử khối bằng 342. Một la mã tính chất vật lý. Một la mã cấu trúc trước. Cấu trúc thì saccharose chỉ tồn tại một vòng. Chỉ cần nhớ vậy thôi. Hai là mã tính chất vật lý là tồn tại điều kiện thường là chất rắn, tinh thể không màu. Dĩ nhiên là nó tan tốt trong nước. Tạo nên dung dịch không màu. Vị ngọt. So sánh vị ngọt của nó thì lớn hơn glu nhưng mà nhỏ hơn fructose. Đấy chưa? Có nhiều trong cây mía. Có nhiều trong mía. Thốt nốt. Củ cải đường. Chính vì vậy nên đường saccharose còn được gọi là đường mía, đường thốt nốt, đường củ cải. Được chưa? Ba la mã về tính chất hóa học. Tính chất hóa học của sắt thì đơn giản lắm. Các em chỉ cần nhớ thứ nhất cho thầy là nó tác dụng với COOH 2 lần ở điều kiện thường. Nó tạo thành dung dịch màu xanh. Đây là cái thứ nhất.
Cái thứ hai là nó có phản ứng thủy phân. Trong môi trường axit thì anh xác thủy phân trong môi trường axit thì một tạo thành một anh glu, một anh phúc, được chưa? Thế còn lại là xác rozơ không làm mất màu dung dịch, brom không tác dụng với K1O4, không làm mất màu dung dịch K1O4, được chưa? Đơn giản nhá. Đây là bảy xác. Bốn la mã là về tinh bột. À xác định không. Xác là C rồi. Giờ mình sang D. Là về tinh bột. Công thức C6H10O5. Một la mã cấu trúc. Thì tinh bột ấy, nó được tạo bởi từ hai thành phần chính. Một là từ amylose, hai là amylopectin. Amylose thì không phân nhánh, nhưng mà xoắn. Amylopectin thì phân nhánh. Cái này hay thi nhất. Nhưng mà không xoắn. Trong đó thì amylose thì chỉ có liên kết 1,4 glycosid. Còn amylopectin thì có 1,4 và 1,6 glycosid. Và trong tinh bột thì thành phần của amylopectin mà càng lớn thì nó càng thành phần amylopectin lớn thành phần amylose. Đây về cấu trúc nhá. Và cấu trúc của bọn này thì đều được cấu tạo từ các gốc alpha của glucose. Tất cả đều được cấu trúc từ gốc alpha của glucose. Hai la mã tính chất vật lý. Tinh bột thì tồn tại điều kiện thường là một chất rắn màu trắng. Nhưng mà vô định hình. Không tan trong nước lạnh. Không tan trong nước lạnh. Nhưng mà nó lại tan nhiều trong nước nóng. Tan nhiều trong nước nóng nhá. Không tan trong nước lạnh. Nhưng mà lại tan rất nhiều trong nước nóng. Ok chưa? Ba la mã. Tan nhiều nước nóng để tạo thành hồ tinh bột. Hồ tinh bột. Ba la mã. Tính chất hóa học. Không tác dụng hydro. Không tác dụng với brom. Không tác dụng KMNO4. Không tác dụng với AgNO3 trong NH3. Tinh bột chỉ có hai phản ứng đặc biệt nhất. Thứ nhất, đó là tác dụng với iốt để tạo thành màu xanh tím. Cái này ứng dụng để nhận biết. Thứ hai là thủy phân trong môi trường axit. Môi trường axit để tạo thành glucose. Có nghĩa là thủy phân tạo thành rất nhiều sản phẩm nhưng cuối cùng thì nó tạo thành glucose. Được chưa? Ứng dụng của tinh bột thì chắc chắn là làm thức ăn cho con người rồi, lương thực rồi. Đúng chưa? E. Đây là thầy cực kỳ tóm tắt lý thuyết nhé. Những cái gì cần nhớ nhất là thầy cô đọng ở bên trong này. Các em chỉ cần nhớ những cái này mang đi thi thôi. Được chưa? Còn nếu mà mình có thừa thời gian thì mình sẽ nhớ thêm. Nhưng bây giờ mình có ít thời gian thì mình chỉ cần nhớ những cái này thôi. Được chưa? E. Cellulose. Cấu trúc. Thứ nhất là gì? Dạng sợi. Không phân nhánh.
Màu trắng. Thứ hai là không tan trong nước. Nó chỉ tan trong các dung môi hữu cơ như dung dịch CS2, nước Schweizer. Nước Schweizer là dung dịch phức đồng đấy ạ. Phức đồng amoni. Đấy, thực ra là tan trong dịch CS2 để tạo thành tơ visco nhá. À, nước Schweizer. Đấy. Hai la mã, tính chất vật lý. À sorry, cấu trúc ghi nhầm mất chỗ tính chất vật lý rồi, đây là tính chất vật lý dạng sợi. Không phân nhánh trắng. Thôi ghi luôn nhé. Đây cũng ghi luôn là cấu trúc và tính chất vật lý luôn. Cấu trúc và tính chất vật lý luôn các em ạ. Hai la mã. Tính chất hóa học. Sen cũng ít lắm. Các em chỉ cần nắm cho thầy là thứ nhất là nó không tác dụng với brom, không tác dụng với lại H2, không tác dụng với lại KMnO4. Đúng chưa? Không tác dụng với CO2 lần. Đấy điều thứ nhất. Điều thứ hai là anh này nó có phản ứng thủy phân trong môi trường axit. Để tạo thành glucose. Và cái thứ hai nó phản ứng đặc trưng của nó là phản ứng tác dụng với HNO3 trong H2O4 đặc. Bởi vì anh sen ấy là nó có 3 nhóm OH tự do nên mình nó phải viết được thành là C6H2 C6H10O5 13H7 O2 phản ứng với HNO3 trong H2S4 đặc để tạo thành C6H7O2 NO3 3 lần cộng H2O. Và tên anh này gọi là sen lulose tri nitrat. Ứng dụng là thuốc súng không khói hay là thuốc nổ không khói. Ứng dụng và điều chế sen không cần quan tâm. Được chưa? Trên đây là toàn bộ lý thuyết cô đọng nhất về bọn carbohydrates để dành cho tất cả những bạn mất gốc. Các bạn cần nắm được những cái này, những bạn chống nát hóa nắm những cái này để chúng ta có thể an tâm trong đi thi. Được chưa? Và buổi học hôm nay thì thầy xin phép là kết thúc tại đây. Bye bye, chào tạm biệt cả lớp và rất